Thường thì các nhà đầu tư sẽ có một cái câu hỏi rất lớn trước khi họ tìm hiểu về bất kỳ một cái sản phẩm nào. Họ đều quan tâm là ở thời điểm này khi mà khó khăn thì tôi nên đầu tư vào đâu hoặc vào cái gì để có thể tối ưu hóa tốt nhất lợi tài sản của mình. Từng khách hàng sẽ có từng cái nhu cầu khác nhau và cái mục đích đầu tư khác nhau, thậm chí là cái khẩu vị rủi ro của họ cũng sẽ rất khác nhau. Lợi nhuận cao thì đương nhiên là nó sẽ rủi ro cao hơn. Không có cái chuyện mà lợi nhuận cao nhưng mà không có rủi ro. Không nên đầu tư một cái gì nó tập trung quá, thì chúng ta nên phân bổ nó ra. Như ở các nước trên châu Á thì thường thường họ đầu tư, họ để khoảng 20% vào tiền gửi, có thể là khoảng 20-25% vào cổ phiếu, rồi cũng như thế vào trái phiếu và các quỹ đầu tư bất động sản. Đối với châu Á thì thường thường họ sẽ bỏ khoảng 40%-50%. Tôi nghĩ đấy là cái khách hàng nên đi theo, tức là cũng không nên quá tập trung vào một sản phẩm gì, hoặc là cũng không quá dồn hết tất cả gia sản mình vào những cái tài sản nó quá rủi ro để với hy vọng là nó sẽ tăng trưởng nhanh, thì cái đấy nó tạo ra sự rủi ro và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến vòng đời tài chính của một khách hàng. Xin chào tất cả các khán giả của The Pioneer Podcast, một chương trình hoàn toàn mới của Techcombank, nơi chúng ta sẽ cùng mà trao đổi những góc nhìn chuyên sâu, những kinh nghiệm đến từ những đúc kết thực tiễn của các chuyên gia, của các nhà đầu tư cũng như là những nhà lãnh đạo của Techcombank trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Và chương trình của chúng ta sẽ được phát trên các nền tảng của Techcombank bao gồm Spotify, YouTube, Apple Podcast và Google Podcast. Trong tập phát sóng lần này thì xin giới thiệu đến tất cả quý vị và các bạn, anh Nguyễn Xuân Minh là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Techcom Securities TCBS. Anh Minh sẽ cùng trao đổi với chúng ta xoay quanh chủ đề là thúc đẩy sự đổi mới trong dịch vụ tài chính với Bowtech. Xin chào anh Minh ạ. Xin chào trọng. Trước tiên, với chủ đề của chúng ta thì cần phải hỏi anh Minh ngay, Bowtech là gì ạ? Fintech thì mọi người đã quá quen thuộc rồi, vậy thì Bowtech có sự khác biệt gì và nó là gì ạ? Thật ra nó cũng rất là đơn giản. Thì Bowtech bản chất nó là đi từ hai cái từ thôi, tức là well và công nghệ, tức là technology. Thì well thì nhìn nói chung đối với một khách hàng là những cái tài sản tài chính của họ được tích lũy, nó là cái gia sản của họ. Thì cái vấn đề chính đối với những người khách hàng thì cái gia sản của tôi nó sẽ phải được quản lý như thế nào, nó được tối ưu như thế nào để tôi muốn những cái tài sản tài chính này nó được tích lũy và nó sinh lợi một cách tốt nhất và an toàn nhất. Còn đối với ngân hàng á, thì cái well ở đây nó có nghĩa là bản chất là khi mà khách hàng có những gia sản này thì chúng ta cung cấp những cái dịch vụ gì để mà quản lý cái gia sản này, để giúp họ tạo được một cái sinh lời đúng kỳ vọng của họ theo đúng cái khẩu vị rủi ro của họ. Còn cái vế thứ hai là công nghệ tech, tức là ở đây với cái thời đại công nghệ mới, với thời đại mà tất cả chúng ta đang hướng về là sử dụng rất là nhiều công nghệ, thì nó cũng đặt ra bài toán cho ngân hàng cũng như là các công ty chứng khoán như là TCBS là chúng ta có thể sử dụng công nghệ như thế nào để áp dụng vào cái công việc hàng ngày của chúng ta để nhằm mang lại những cái sự tiện ích tốt nhất cho khách hàng hoặc là những cái chi phí thấp nhất cho khách hàng, thì từ đấy thì nó sẽ nó tăng cái hiệu quả hoạt động của ngân hàng cũng như là mang lại những cái lợi ích tốt nhất cho khách hàng của chúng ta. Thì đấy là cái concept chung về Bowtech. Nói một cách khác thì Bowtech cũng có thể hiểu là chúng ta sử dụng công nghệ để hỗ trợ cho việc quản lý và tối ưu hóa tài sản của khách hàng của mình, đúng chính không ạ? Vậy thì Bowtech đang đóng một cái vai trò, một cái xu hướng ngày càng nhiều hơn trong dịch vụ tài chính tại Việt Nam. Có phải chăng là người Việt Nam đang ngày càng giàu hơn và họ có nhiều tài sản nên mới cần đến những cái công ty giúp họ quản lý và tối ưu hóa tài sản ạ? Chính xác là như thế, tức là nói một tí về cái Việt Nam như là một cái nền kinh tế, thì thật ra chúng ta đang tăng trưởng rất là tốt. Thì khi mà cái nền kinh tế tăng trưởng và chúng ta tăng trưởng khoảng 6-7% một năm thì dẫn đến chuyện là dân chúng ta bắt đầu giàu có hơn. Dân Việt Nam thật ra cũng đang ở cái độ tuổi vàng. Hầu hết phần lớn người Việt Nam bây giờ đang ở độ tuổi khoảng 30-45 tuổi, tức là đấy là cái độ tuổi mà khi họ bắt đầu có sự ổn định trong công việc, có gia đình, công việc của họ cũng bắt đầu mang lại những cái sự dư giả về tích lũy, mà nhất là người châu Á nói chung thì họ có một cái tính tiết kiệm rất là tốt. Thường thường người châu Á thì họ có thể tiết kiệm được khoảng 30-50% cái thu nhập của họ hàng tháng. Thì cái vấn đề là cái tích lũy tài sản nó bắt đầu nó phát sinh, và cái nỗi lo hay là cái tư duy của khách hàng bây giờ vì
có những cái tài sản tích lũy rồi thì không còn phải là cơm ăn áo mặc hàng ngày, chi phí hàng ngày nữa, mà là làm thế nào để cái tài sản của tôi tích lũy hàng dần thì tôi có thể sử dụng việc đấy cho những cái mục tiêu trong tương lai, tức là mua nhà, mua xe, cho con đi học, tất cả những cái thứ đấy, và làm như thế nào những cái tiền tích lũy đấy nó sinh được cái lợi nhuận tốt nhất theo cái kỳ vọng của tôi. Thì đấy là Việt Nam mình với cái dân số khoảng gần 100 triệu người thì nó đang đi vào cái độ tuổi vàng như thế, và dân Việt Nam bắt đầu tích lũy rất là nhiều. Việc quản lý tài sản thì đã là một cái khái niệm có từ rất lâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng rồi, nhưng mà WealthTech thì có xuất hiện từ khi nào? Đối với các nước trên thế giới thì cái việc mà tài sản tích lũy và từ đấy sử dụng công nghệ thì nó cũng vào khoảng hơn 10 năm nay thì bắt đầu mới nở rộ rất là nhiều ở Việt Nam. Công nghệ thì nó có từ rất là lâu, nhưng mà cái khái niệm là làm thế nào mà mang rất là nhiều cái công nghệ hoặc là những cái về khoa học và dữ liệu để mà có thể đáp ứng được cái nhu cầu của WealthTech thì tôi nghĩ là ở trên thế giới nó xuất hiện khoảng từ 10 đến 15 năm nay là nó bắt đầu nó nở rộ rất là nhiều. Việt Nam mình rất là mới, nhưng Việt Nam mình được một cái rất là tốt là gì, là vì dân số mình trẻ và dân số mình đang lên cái độ tuổi mà khoảng 30 trên 30 tuổi thì là đúng là cái dân số và phần lớn chúng ta là tiếp cận với công nghệ rất là nhanh. Tôi nói ví dụ như là gần như là hiện nay người Việt Nam khoảng 70% trên dưới 70% là đã có internet này, đã sử dụng mobile phone này, điện thoại thông minh này, hoặc sử dụng online rất là nhiều, về social media, về shopping online, thì đấy là một cái nền tảng rất là thuận lợi cho sự phát triển của fintech, hay là nói rộng hơn là wealthtech, tức là sử dụng công nghệ và để quản lý gia sản và đầu tư tích lũy. Anh có nhắc tới là lĩnh vực wealthtech ở Việt Nam mới so với thế giới chỉ một vài năm trở lại đây thôi. Vậy thì có một vài cái cột mốc nào đó đáng lưu ý để tạo nên cái sự định hình của WealthTech tại Việt Nam thì anh có thể chia sẻ cho các khán giả được rõ hơn? Có một số cái cột mốc mà tôi nghĩ là trong vòng khoảng 5 năm nay á, cái thứ nhất là sản phẩm đầu tư. Tại vì WealthTech mà thì chúng ta nói đến Wealth trước, thì sản phẩm đầu tư trước đây á, thì đối với ở Việt Nam chúng ta nó không nhiều sự lựa chọn cho những cho cái tài sản gia sản và cái những cái lựa chọn cho việc đầu tư tích lũy. Trước đây hầu hết á, người Việt Nam là khi mà họ có tích lũy chủ yếu là họ đầu tư vào bất động sản. Tất nhiên vẫn là cái phần lớn cái gia sản của họ vào bất động sản đối với người châu Á và người Việt Nam nói riêng. Cái thứ hai là họ chỉ có thể đầu tư vào tiết kiệm, họ chỉ có thể đầu tư vào, có thể là một số người thì mua vàng. Xong rồi cách khoảng 7-8 năm trở lại đây thì chúng ta bắt đầu nở rộ cái chuyện là có những thêm nhiều những cái sản phẩm đầu tư mới để họ có thể tích lũy, ví dụ như trái phiếu. Nó cũng rất là mới với thị trường Việt Nam, nhưng mà trái phiếu cũng bắt đầu trở thành một cái kênh đầu tư khá là thông dụng với nhiều người Việt Nam, những người muốn tích lũy và có thể là có thêm thu nhập từ trái phiếu ngoài việc là một phần của họ để vào tiền tiết kiệm. Xong cổ phiếu cũng là một cái thị trường mà chúng ta cũng có khoảng hơn 20 năm nay, nhưng mà thật sự mà nó bùng nổ và nó phát triển mạnh là chắc là cũng chỉ trong vòng khoảng 10 năm, 15 năm trở lại đây. Thì đấy cũng là một kênh đầu tư. Sau đấy thì bắt đầu quỹ đầu tư. Mặc dù cũng còn rất là mới, nhưng mà phải nói là cái thị trường quỹ đầu tư là một cái thị trường rất là tiềm năng. Chúng ta rồi cũng sẽ giống những các nước khác trên thế giới, có thể là rồi cũng sẽ đi những cái bước mà giống như các nước ở châu Á, ví dụ như là Singapore, ví dụ Malaysia hoặc là Thái Lan chẳng hạn thế. Để nói một cái ví dụ cho các bạn thấy là cái thị trường quỹ của mình nó vẫn còn non trẻ như thế nào á, thì đối với những cái nước như là Thái Lan, Singapore hay là Malaysia thì cái tổng tài sản quản lý mà giữ cái quỹ đầu tư á, thì nó sẽ vào khoảng từ 20 đến 60% GDP. Ở Việt Nam mình thì nó mới chỉ là 1-2%, rất là bé. Thì để mà thấy cái tiềm năng tăng trưởng của mình với cái tốc độ tăng trưởng của thị trường Việt Nam như thế này, nó sẽ tiềm năng như thế nào. Thì đấy là cái tiềm năng của thị trường về wealth. Thế nói về công nghệ thì đúng là sự bùng nổ, nó cũng tạo rất là nhiều cái cột mốc. Ví dụ như là cách đây khoảng 3 năm thì khi mà
nhà nước và các cơ quan chính quyền bắt đầu cho phép sử dụng eKYC, nó cũng tạo một cái cú hích rất là lớn. Rồi những cái phong trào mà tạo những cái app mới với nhiều tiện ích hơn và nhiều tính năng hơn cho khách hàng trong việc là sử dụng các dịch vụ của ngân hàng hoặc là đầu tư, thì dẫn đến chuyện là hầu như là các dịch vụ về đầu tư tích lũy nó cũng mang rất là nhiều cái công nghệ, và dẫn đến chuyện là các thao tác đều có thể sử dụng online rất là nhanh chóng cho khách hàng. Thì đấy cũng là tiện ích mà nó cũng khuyến khích cái người dân Việt Nam bắt đầu sử dụng và bắt đầu đi vào nhiều hơn những cái sản phẩm đầu tư và sản phẩm tích lũy cho việc quản lý gia sản của mình. Phải nói là trong quá trình mà chuyển đổi số tại Việt Nam, đặc biệt là trong ngành ngân hàng của mình, thời gian đầu thì mọi người có vẻ còn khá là lạ lẫm và ngại ngùng khi mà mình ứng dụng và người dân tiếp cận với những cái bước thay đổi đó, khi mà phải thao tác nhiều hơn trên thiết bị di động hoặc là trên các nền tảng số. Tuy nhiên thì cũng mất một vài năm, mọi người cũng đã quen và cảm thấy thuận tiện hơn. Với riêng sự xuất hiện của WealthTech đi, thì trong cái thời đại bùng nổ của công nghệ của fintech như thế này, thì tạm gọi là những cái kênh đầu tư trước khi mà WealthTech xuất hiện là những kênh đầu tư truyền thống và cũ. Vậy thì khi mà WealthTech xuất hiện, nó đã tạo ra những cái tác động gì cho cái ngành dịch vụ ngân hàng, dịch vụ tài chính nói chung và trong nội tại của Techcombank nói riêng ạ? Rất là nhiều. Thật ra là nó thay đổi gần như toàn bộ từ từ front end tới back end, tức là một cái chuỗi dịch vụ của ngân hàng và các công ty tài chính. Khi mà chúng ta nói đến công nghệ thì đương nhiên nó phải đi kèm với việc là dữ liệu. Tại vì khi mà đã có công nghệ và khách hàng sử dụng trên nền tảng công nghệ thì cái cơ sở dữ liệu về cho ngân hàng rất là nhiều. Và vì thế thì với cái khoa học công nghệ về dữ liệu cũng như là công nghệ thì chúng tôi cũng thu thập và chúng tôi hiểu được khách hàng rất là nhiều hơn. Dẫn đến chuyện là đối với khách hàng thì nó làm thay đổi hoàn toàn về cái khái niệm phục vụ khách hàng. Trước đây thì cái việc hiểu về khách hàng nó sẽ rất là chung chung, tại vì không có nhiều dữ liệu nên nó sẽ mang cái tính là hiểu khách hàng theo một cái từng một cái nhóm khách hàng một. Nhưng mà bây giờ thì vì cơ sở dữ liệu, vì công nghệ thì giúp chúng tôi hiểu rất càng cho từng khách hàng một, dẫn đến chuyện là hiểu được nhu cầu của khách hàng, hiểu được những cái mong muốn của khách hàng như thế nào, cũng như là đánh giá được cái khẩu vị rủi ro của từng khách hàng, thì dẫn đến chuyện là chúng tôi có thể mang đến những cái dịch vụ hay là những cái sản phẩm nó để chào khách hàng một cách phù hợp hơn. Thì cái việc hiểu khách hàng nó đưa chúng tôi lên một cái tầm cao mới, là hiểu từng khách hàng theo từng cái nhu cầu mong muốn của họ và gia đình họ trong tương lai. Đấy là vấn đề về khách hàng. Đối với sản phẩm nó cũng thay đổi rất là nhiều. Cái nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là Việt Nam, khi mà cái dân số bắt đầu ở cái tuổi vàng và bắt đầu có nhiều tích lũy, thì cái nhu cầu cũng như mong muốn có nhiều sản phẩm phức tạp hơn, phù hợp với từng cái giai đoạn cũng như từng cái khẩu vị rủi ro của từng khách hàng, nó sẽ đòi hỏi chúng tôi phải tạo ra nhiều sản phẩm hơn, và sản phẩm nó mang tính cá nhân hóa hơn. So với thì cái đấy, công nghệ cũng như là cơ sở dữ liệu nó sẽ giúp chúng tôi làm được cái việc đấy, và như thế thì phục vụ được khách hàng nó cụ thể hơn. Rồi đến hoạt động vận hành, tất cả mọi thứ thế thì cuối cùng nó vẫn đến cái chuyện là anh có thể sản xuất ra rất là nhiều sản phẩm, anh có thể phục vụ rất là nhiều khách hàng, nhưng mà nếu mà chi phí của anh quá cao thì nó cũng không tối ưu được cái tài sản tích lũy, tại vì như thế cái phí của anh tính cho khách hàng nó cũng sẽ rất là cao. Thế thì làm thế nào mà có thể tối ưu được chi phí, thì đấy là cả một cái chuỗi vận hành của ngân hàng nó phải được tối ưu, sử dụng công nghệ, sử dụng cơ sở dữ liệu để ra những cái quyết định cũng như là để tối ưu hóa hoạt động của mình, nó cũng mang tính là rất quan trọng để mà ra được những cái sản phẩm cuối với cái giá cả nó hợp lý nhất. Dạ. Vậy thì ở thời điểm hiện tại, mặc dù là lĩnh vực này còn mới ở Việt Nam, nhưng mà sức cạnh tranh có cao hay không ạ? Cạnh tranh rất cao. Cạnh tranh ở đây không chỉ có cạnh tranh với các công ty đồng nghiệp, với các ngân hàng đồng nghiệp, với các công ty chứng khoán đồng nghiệp, mà cạnh tranh ở đây với cả các công ty công nghệ khác. Chúng ta bắt đầu thấy là một số cái công ty khác, không phải là ngân hàng, không phải là công ty chứng khoán, nhưng mà họ có một cái ưu thế về công nghệ, có thể background của họ là đi từ công nghệ, thì họ bắt đầu xâm nhập vào những cái thị trường như thế này và cạnh tranh rất sòng phẳng với ngân hàng. Nhưng mà đối với chúng tôi á, thì cái cách chúng tôi nhìn nếu mà một công ty công nghệ vào cạnh tranh với một ngân hàng truyền thống thì có thể đấy sẽ là có những, họ sẽ có một số lợi thế cạnh tranh, đặc biệt là cái vấn đề là linh hoạt cũng như là cái tốc độ. Tại vì những cái công ty đấy thường là những công ty startup
hoặc những công ty fintech thì họ có sự tốc độ, họ có một cái bộ máy nó nhanh gọn hơn rất là so với một ngân hàng truyền thống. Nhưng mà cái cách chúng tôi nhìn là, nhưng mà nếu mà chúng ta là một ngân hàng đã có một cái nền tảng rất là vững chắc, chúng ta có một cái nguồn lực tài chính cũng như nguồn nhân sự rất là mạnh, mà chúng ta lại cũng đi theo những cái hướng của những cái công ty startup và những công ty fintech, thì như thế thì không có cái cách gì mà họ cạnh tranh lại chúng ta, vì chúng ta có cả hai. Thì đấy là cái cách mà ngân hàng cũng như công ty chứng khoán Techcombank và TCBS đã hướng tới trong một vài năm nay, và chúng tôi đang tiếp tục đi theo như thế. Một cái ví dụ đơn giản là Techcombank là cái ngân hàng đầu tiên ở Việt Nam mà xây một cái tòa nhà nó gọi là Techcombank Agile Center ở Hà Nội, đúng theo cái mô hình sử dụng của các công ty công nghệ tiên tiến trên thế giới, và xây cái đấy để mà tạo ra một cái môi trường mới hoàn toàn khác với một cái môi trường của ngân hàng truyền thống, cho nhân viên để mà tạo ra những cái sản phẩm, những cái tính năng, những cái dịch vụ để phục vụ khách hàng. Và từ cái tòa nhà đấy là cái tòa nhà mà chúng tôi xây cách đây khoảng 5 năm. Thì sau đấy thì chúng tôi cũng xây hai cái tòa nhà trụ sở mới, là một cái ở Hà Nội và một cái ở Thành phố Hồ Chí Minh. Là cái này chúng ta đang ngồi là đi theo đúng concept của một công ty công nghệ. Và tôi không biết là Trọng có biết không, nhưng mà hai cái tòa nhà này là được thiết kế bởi chính cái công ty thiết kế mà đã thiết kế cái tòa nhà, cái trụ sở chính của Apple ở Mỹ. Anh Minh có chia sẻ về mô hình Agile Center, một trung tâm ở tại Hà Nội. Anh có thể chia sẻ cụ thể hơn Agile cụ thể là như thế nào? Đấy là một cái chủ đề rất là hay, mà cũng là một cái mà phải nói là sự tự hào của Techcombank. Agile là bản chất nó là một cái cách làm việc mới mà các công ty công nghệ hay là các công ty fintech lớn trên thế giới họ đã đi theo rất là nhiều. Agile nó là những cái nhóm làm việc nhỏ, mà những cái nhóm mà chúng tôi gọi là Squad hoặc là Scrum, thì một nhóm như thế nó có khoảng 7 đến 10 người. Nhưng mà cái thành viên của từng cái Squad hay là Scrum như thế thì nó gồm tất cả các bộ phận của các phòng ban tập trung lại và ngồi với nhau, cùng với nhau làm việc hàng ngày cho những cái dự án. Thì một cái Scrum như thế là có các bạn từ bên công nghệ này, có các bạn bên kinh doanh, có các bạn về bên marketing, cả các bạn về vận hành cũng như về quản trị rủi ro. Họ tập hợp lại và họ ngồi làm việc với nhau trong suốt một thời gian dài. Thế thì có cái gì mà nó khác biệt từ cái việc này? Trước đây á, thì chúng ta kỳ vọng là mỗi khi chúng ta có một sản phẩm mới, chúng ta có một cái gì đấy chúng ta cần phát triển, sử dụng công nghệ, thì lúc đấy thì các bạn bên kinh doanh mới mời họp cùng với các bạn bên công nghệ để mà trao đổi với họ trong có thể là một buổi, có thể hai ba buổi, xong rồi kỳ vọng là các bạn công nghệ sẽ hiểu được tất cả những cái thứ về tài chính, về tất cả cái kinh doanh, dịch vụ, sản phẩm, tài chính, và các bạn về các bạn xây. Khi mà chúng ta làm như thế, không thể nào các bạn bên IT có thể hiểu được tất cả mọi thứ trong một vài giờ như thế. Đấy là một cái kinh nghiệm mà tích lũy bao nhiêu năm của các bạn bên tài chính. Thì khi chúng ta tổ chức một cái việc làm việc trong Squad hay là trong Scrum như thế, thì các bạn sống với nó hàng ngày. Và sau một thời gian thì bản chất là kiến thức được chuyển đổi. Các bạn IT sẽ hiểu nhiều hơn về những cái domain, về business, về kinh doanh, về những cái sản phẩm tài chính, về những cái kiến thức tài chính. Các bạn bên tài chính hay bên kinh doanh thì lại hiểu hơn về IT. Và vô hình chung là sau một thời gian, sau một vài năm, thì những cái thành viên của những cái Squad như thế hoặc những cái Scrum như thế, họ trở thành những con người mà có những kỹ năng rất là đặc biệt, là vừa hiểu về tài chính mà cũng như là vừa hiểu về công nghệ. Nếu mà chúng ta đi tuyển những cái bạn như thế ở thị trường tuyển dụng thì cực kỳ khó khăn. Chúng tôi vô hình chung là tạo ra được hàng trăm, hàng người, hàng ngàn nhân viên như thế, có những cái domain như thế, thì nó sẽ là một cái lợi thế cạnh tranh mà rất là khác biệt so với rất là nhiều công ty tài chính, chứng khoán, ngân hàng tại Việt Nam. Và như thế nó tạo cho chúng tôi một cái lợi thế cạnh tranh, và khi các bạn ngồi làm việc chung với nhau và với những cái kiến thức như thế thì cái tốc độ cung cấp những dịch vụ, thậm chí là tốc độ sửa những cái hoặc là hoàn chỉnh những cái lỗi mà chúng tôi mắc phải, nó sẽ nhanh hơn nhiều.
cái việc ra quyết định nó cũng sẽ nhanh hơn nhiều so với cách làm truyền thống trước đây. Và vô hình chung nữa, một cái điều khác là nó tạo ra được cái văn hóa học hỏi, một cái văn hóa học hỏi giữa các bạn với những cái domain khác nhau. Cái việc học này nó cũng tạo được một cái hiệu ứng về phong trào tự học. Đấy, thì nó tạo được cái môi trường mà bắt đầu thu hút được rất nhiều nhân tài. Nó trở thành một cái phong trào tại Techcombank và TCBS. Từ đấy là nó tạo ra một cái môi trường fintech, một cái môi trường công nghệ và một cái môi trường mà ở đây chúng tôi có thể kết hợp được những cái truyền thống của một cái ngân hàng trong cái việc cẩn trọng quản trị rủi ro và thận trọng của mình, cộng với cách làm việc mới và môi trường mới để mà có thể sáng tạo hơn, để mà có thể linh hoạt hơn như các công ty fintech. Trước đây có thể là tôi là một người rất kinh nghiệm, tôi phục vụ khách hàng rất nhiều năm, nên kinh nghiệm của tôi hiểu về một nhóm khách hàng nào đấy thì tôi có rất nhiều. Nhưng mà thật ra bây giờ đối với thời đại mà fintech và wealthtech như thế này thì như thế là chưa đủ. Cái vấn đề là làm thế nào để đo được cái sự thay đổi và được thấy được cái sự thay đổi của cái nhu cầu của khách hàng hàng ngày. Có thể thấy là chính cái sự đa dạng của thị trường đó cũng sẽ góp phần mang lại nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng, và cái người hưởng lợi cuối cùng vẫn là khách hàng, đúng không ạ? Mỗi một đơn vị họ sẽ có những cái thế mạnh riêng và sẽ nhắm tới một cái nhóm đối tượng khách hàng riêng. Tất nhiên chúng ta cũng mong muốn là sẽ phục vụ được càng nhiều khách hàng càng tốt. Nhưng mà ở đây thì khi mà nói với khách hàng, và như hồi nãy thì anh mình có chia sẻ là với Qualtech, khi mà chúng ta áp dụng công nghệ, chúng ta sẽ tiếp cận được với nhiều đối tượng khách hàng hơn, ưu tiên về cá nhân hóa cái nhu cầu của khách hàng nhiều hơn. Vậy thì các công ty Qualtech, mà đặc biệt ở đây là Techcombank, đang thích ứng ra sao để có thể đáp ứng được cái nhu cầu ngày càng đa dạng và những cái đòi hỏi ngày càng khắt khe hơn về cái việc cá nhân hóa nhu cầu của khách hàng? Để mà cá nhân hóa được thì bản chất ngân hàng như Techcombank cần phải hiểu từng khách hàng của mình. Thì ví dụ như là nếu mà chúng tôi có một cái lực lượng chăm sóc khách hàng khoảng 1.000 khách hàng, mỗi bạn mà chỉ có thể hiểu được khoảng 200-300 khách hàng, thế thì chúng tôi cũng chỉ có thể tối đa là làm được vài 300.000 khách hàng. Thế hiện tại ngân hàng đang có 10 triệu khách hàng, thế thì làm thế nào mà có thể hiểu được tất cả mọi người như thế? Dẫn đến câu chuyện là nó sẽ phải sử dụng công nghệ, cũng như là sử dụng dữ liệu. Dữ liệu nó đang đi vào cuộc sống hàng ngày của các techcomer tại ngân hàng theo cái hướng là dữ liệu là một cái không thể thiếu để có thể hiểu khách hàng hơn, để có thể phân tích những cái nhu cầu, những cái sự thay đổi của khách hàng. Tôi nói ví dụ như là trước đây thì có thể là tôi là một người rất kinh nghiệm, tôi phục vụ khách hàng rất nhiều năm, nên kinh nghiệm của tôi hiểu về một nhóm khách hàng nào đấy thì tôi có rất nhiều. Nhưng mà thật ra bây giờ đối với cái thời đại mới và đối với cái thời đại mà fintech và wealthtech như thế này thì như thế là chưa đủ. Cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là làm thế nào để có thể đo được cái sự thay đổi và được thấy được cái sự thay đổi của cái nhu cầu của khách hàng hàng ngày cho từng ông khách hàng. Tại vì cái nhu cầu của khách hàng của hôm qua và hôm nay nó sẽ rất là khác nhau, và cái nhu cầu đấy họ không nói cho chúng ta là những người mà cung cấp dịch vụ để biết được là cái nhu cầu của tôi nó thay đổi như thế nào. Và đôi khi họ cũng không biết trước được. Và nhiều khi họ cũng không biết là những cái gì họ muốn trong tương lai. Thế thì làm thế nào để mà ngân hàng có thể hiểu được từng khách hàng và có thể hiểu được cái sự thay đổi của nhu cầu của họ? Thì đấy là cái mà chúng tôi phải sử dụng rất là nhiều công nghệ cũng như là cơ sở dữ liệu để mà phân tích được hành vi cũng như là hiểu được cái nhu cầu của khách hàng, để mà từ đấy đưa ra những cái dịch vụ hoặc là những cái sản phẩm một cách linh hoạt nhất để có thể đáp ứng cái nhu cầu của họ trong từng giai đoạn. Dạ. Nhân đang nói tới về khách hàng, cái đối tượng khách hàng. Vậy thì nhóm đối tượng khách hàng nào sẽ là ưu tiên để chúng ta hướng tới, và họ cũng sẽ có một cái sự lựa chọn tới nhu cầu quản lý tài sản ạ? Cái ưu tiên ở đây thì nó sẽ lại đi quay lại vấn đề là nó đi từ khách hàng. Tất cả mọi thứ chúng tôi đi từ khách hàng. Thì có những tập khách hàng thì họ, cái nhu cầu của họ có thể là sẽ ít công nghệ hơn, họ sẵn sàng chấp nhận chi phí cao hơn để có những cái dịch vụ nó mang tính con người và sát sao hơn. Nhưng cũng có những nhóm khách hàng, nhất là cái độ tuổi vàng của Việt Nam bây giờ, những cái lứa tuổi khoảng 30 đến 40 tuổi ấy, thì cái nhu cầu mà tôi muốn tự sử dụng và tôi muốn tự chủ trong cái việc mà quản lý gia sản hay là đầu tư của tôi một cách
sử dụng những cái công cụ như online hoặc là những cái app, thì nhóm khách hàng đấy thì họ lại nhiều khách hàng họ cũng không muốn là ngân hàng tiếp cận họ theo hướng gọi điện hay là contact, mà họ tự muốn làm. Thì cũng tùy khách hàng, tùy cái nhu cầu như thế thì dẫn đến chuyện là chúng tôi sẽ phải đáp ứng tất cả mọi thứ. Chúng tôi sẽ phải đáp ứng những cái nhu cầu và từ đấy là chia ra những cái nhánh phục vụ cho nó phù hợp đúng với cái tập khách hàng, từng tập khách hàng tại Việt Nam. Có một câu hỏi mà bên trong rất tò mò, đó là khi chúng ta tích lũy được tài sản tầm bao nhiêu thì chúng ta có thể bắt đầu nghĩ tới việc là tiếp cận với dịch vụ quản lý tài sản của Wealthtech ạ? Nếu câu hỏi này 5 năm trước đây thì có thể là một số rất là lớn. 10 năm trước đây thì nó thường là những cái dịch vụ này khách hàng phải có hàng tỷ đồng thì mới tiếp cận được cái dịch vụ này. Nhưng mà thật ra bây giờ nó bắt đầu nó đi với cái sự giúp hỗ trợ của công nghệ cũng như là cơ sở dữ liệu thì cái dịch vụ này nó bắt đầu nó giảm rất là nhanh. Và bây giờ là mục tiêu của ngân hàng là phải tất cả khách hàng đều có thể sử dụng được, ví dụ như là đầu tư vào quỹ đầu tư tại Techcombank thì hiện nay là 10.000 đồng là có thể đầu tư được, để mà cho thấy là cái mệnh giá nó bắt đầu nó rất là nhỏ để mà mọi người có thể đầu tư. Và nhiều khi 1 triệu, 2 triệu cũng có thể tham gia vào những cái việc này. Hiện nay tất cả những cái công cụ chúng tôi có thể đưa lên online để mà khách hàng tự chủ động làm cái việc đấy, thì như thế cái chi phí dịch vụ nó sẽ rẻ hơn nhiều. Tại vì khi nói đến tích lũy mà, chúng ta nói đến tích lũy, tức là chúng ta đang nói đến câu chuyện là có cái yếu tố thời gian ở đây. Tích lũy tức là một cái việc, không phải là hiện nay tôi có bao nhiêu tiền để tôi đầu tư luôn, mà tích lũy là câu chuyện là hàng tuần, hàng tháng tôi có thu nhập, một số thu nhập, một phần của thu nhập thì có thể vào chi tiêu, nhưng phần còn lại của tôi là tích lũy, và tôi sẽ tích lũy dần dần theo thời gian. Tuy nhiên khi tôi càng có cái độ tuổi của tôi càng lớn lên thì thu nhập của tôi càng cao hơn, và như thế tôi càng tích lũy được nhiều hơn, thì dẫn đến chuyện là bạn có thể bắt đầu từ một vài triệu và sau một thời gian thì cái số lượng này nó tăng lên. Thì đấy là cái mục tiêu của chúng tôi muốn hướng khách hàng tới, chứ không phải là chỉ có một số tiền bao nhiêu và bạn có thể sử dụng dịch vụ, mà bạn có thể sử dụng dịch vụ ngay và tích lũy dần dần theo thời gian. Nói về sản phẩm Wealthtech thì anh Minh nói rất nhiều về khía cạnh công nghệ. Cái vật mà quản lý tài sản thì chắc chắn rồi, việc mình phải làm rồi. Nhưng mà cái mặt về công nghệ nó giúp ích gì cho cái việc quản lý tài sản của khách hàng là vừa nãy giờ anh Minh chia sẻ rất là nhiều. Nhưng nói về sản phẩm thì khi mà chúng ta đang nói tới những cái vấn đề liên quan tới công nghệ thì tính bảo mật và an toàn là vấn đề gần như là được đặt lên hàng đầu mà mọi người đang bàn tán rất nhiều. Về mặt sản phẩm của Wealthtech thì tại TCBS đã làm gì để có thể tạo ra một sản phẩm an toàn, đáng tin cậy và thuận lợi cho người dùng? Khi mà đã đi vào một cái sản phẩm đầu tư, một sản phẩm tích lũy thì tùy cái lợi nhuận, tùy cái khẩu vị rủi ro, tùy cái rủi ro của sản phẩm thì nó dẫn đến cái chuyện lợi nhuận nó sẽ tương ứng. Thì cái mấu chốt của vấn đề ở đây là sự minh bạch. Tôi nghĩ là nó sẽ phải rất rõ ràng với khách hàng để mà tránh cái sự hiểu nhầm. Thế thì cái vấn đề là minh bạch như thế nào và minh bạch ở đâu để mà khách hàng có thể hiểu rõ tường tận cái sản phẩm hơn. Tại TCBS cũng như là Techcombank thì chúng tôi xác định nó rất là rõ. Một cái sản phẩm nó không phải là lúc mà bạn bán cái sản phẩm đấy, mà nó sẽ phải là một vòng đời. Tại vì một sản phẩm và khách hàng họ sẽ sử dụng sản phẩm đấy nó nhiều lần trong cái vòng đời tài chính của họ. Vì thế thì nó sẽ có ba cái mốc chính trước khi sử dụng sản phẩm. Thì đối với khách hàng thì chúng tôi thật ra là để mà tạo được cái sự minh bạch cho cái việc này, để giúp khách hàng hiểu rõ nhất trước khi họ đưa ra quyết định đầu tư vào một sản phẩm, thì chúng tôi cũng tạo ra rất nhiều thông tin một cách rất là minh bạch, thậm chí là tạo những cái video clip để mà giải thích cho khách hàng. Tại vì không phải khách hàng nào cũng có những cái kiến thức giống nhau, nên tạo càng nhiều cái tư liệu để mà cho khách hàng tìm hiểu thật kỹ và minh bạch tất cả mọi cái khía cạnh rủi ro của sản phẩm. Sau đấy rồi thì khi mà trong quá trình khách hàng bắt đầu đi vào cái hành trình mà mua và giao dịch cái sản phẩm đấy, thì chúng ta cũng phải rất là rõ ràng và minh bạch từng
từng step, từng khâu một để khách hàng hiểu rõ ở những cái khâu như thế này, chọn lựa những cái sản phẩm gì thì nó là rủi ro như thế nào và lợi nhuận nó tương xứng bao nhiêu, tất cả những cái chi phí cho sản phẩm này nó sẽ là như thế nào và những cái thu nhập của họ nếu mà họ đầu tư vào như thế này thì nó sẽ mang lại như thế nào trong cái quá trình đầu tư của họ. Và cái khâu cuối cùng là cái khâu mà sau đầu tư, đấy cũng là một cái giai đoạn mà rất là quan trọng cho một khách hàng. Khi mà khách hàng họ đầu tư vào một sản phẩm thì họ cần được hỗ trợ trong cái việc là thường xuyên cập nhật những cái thông tin về sản phẩm đấy, về những cái dịch vụ như thế, nó có sự gì thay đổi, cái rủi ro nó có gì thay đổi, hoặc là cái lợi nhuận nó có gì thay đổi so với những cái kế hoạch ban đầu. Thì đấy là cái mà chúng tôi phải thường xuyên cập nhật cũng như mang đến cho khách hàng với nhiều kênh truyền thông khác nhau, để mà giúp khách hàng là trong suốt cái vòng đời đầu tư của họ, họ luôn luôn tiếp cận được những cái thông tin mới nhất. Khi mà chúng ta rất là cởi mở và chúng ta rất là minh bạch toàn bộ cái vòng đời sản phẩm như thế, thì dần dần sau một thời gian thì sự tin cậy của khách hàng nó sẽ được thiết lập, và như thế thì càng ngày thì nó mang lại càng nhiều lợi ích cho khách hàng cũng như là cho ngân hàng hoặc công ty chứng khoán hơn. Với sự hỗ trợ của công nghệ thì bây giờ chúng tôi cũng tạo ra được nhiều sự thuận tiện hơn cho khách hàng trong cái việc tìm hiểu sản phẩm cũng như là cái việc mà sau đầu tư là tiếp cận thông tin. Với công nghệ thì nó thêm một cái điểm hay nữa là thông tin thì nó rất là nhiều, nhưng mà nếu chúng ta tất cả những thông tin này đều gửi cho tất cả khách hàng thì nó thành spam, nó thành quá nhiều thông tin, và như thế nó sẽ không cá nhân hóa được. Thì cuối cùng là với sự hỗ trợ của công nghệ, với sự hỗ trợ của tính phân tích dữ liệu cũng như là khoa học dữ liệu cũng như là ví dụ những công nghệ như là marketing automation mà chúng tôi cũng bắt đầu cá nhân hóa hơn, chỉ đưa cho những cái cách đưa những cái thông tin mà đúng thật sự là một người khách hàng họ thật sự cần, thay vì là cứ truyền tải tất cả những cái thông tin cho khách hàng. Với việc cá nhân hóa đấy thì cũng tạo được cái sự tin tưởng của khách hàng hơn, là chứng tỏ là ngân hàng cũng những cái dịch vụ hay là những cái thông tin họ có sàng lọc hơn cho tôi, thì tôi cảm thấy yên tâm hơn. Vậy là chúng ta đã có khách hàng, có tệp khách hàng của mình, chúng ta đã có nền tảng sản phẩm, hiểu được khách hàng của mình, làm sao để có thể phân phối được sản phẩm đến với khách hàng? Cái câu hỏi đặt ra và luôn luôn là cái nỗi tranh trở của ngân hàng là thế thì chúng ta có 1.000 nhân viên, chúng ta có thể phục vụ vài trăm nghìn khách hàng. Thế bây giờ nếu mà chúng ta muốn cá nhân hóa, rồi chúng ta lại muốn phục vụ hàng triệu khách hàng, như 10 triệu khách hàng hiện nay của chúng ta, thế thì chúng ta làm thế nào? Chúng ta không thể nào mà lại tuyển hàng chục ngàn nhân viên như thế được. Như thế thì cái chi phí của ngân hàng sẽ quá lớn, dẫn đến việc là việc áp dụng công nghệ. Áp dụng công nghệ thì chúng tôi bắt đầu đưa những cái trải nghiệm, những cái công cụ cho tích lũy tài sản cũng như là đầu tư về wealth lên các nền tảng, như là nền tảng mobile app của chúng tôi như là TCB Mobile, hoặc là cái nền tảng của công ty chứng khoán là TC Invest. Thì chúng tôi đưa lên càng nhiều càng tốt. Nhưng mà khi mà đưa lên á, thì làm thế nào để cá nhân hóa cái trải nghiệm khách hàng sử dụng, làm thế nào để cho nó đơn giản nhất, để mà dễ hiểu nhất cho khách hàng, thì đấy cũng là một cái bài toán. Và nó lại là sự kết hợp của công nghệ cũng như là cơ sở dữ liệu, để liên tục có những cái feedback từ khách hàng, để liên tục chúng tôi cải tiến một cái hành trình khách hàng khi mà trải nghiệm một cái sự dịch vụ nào online. Thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi phải liên tục cải tiến cũng như là liên tục theo dõi để mà làm nó tốt hơn hàng ngày. Vậy thì mô hình Wealthtech có những cái điểm khác gì so với tổ chức ngân hàng và các công ty chứng khoán truyền thống ạ? Nó là một sự thay đổi rất là nhiều về mô hình hoạt động và vận hành của một cái ngân hàng hoặc là một công ty chứng khoán. Tôi nói ví dụ như là về nhân sự. Về nhân sự thì trước đây á, thì khi mà ngân hàng hoặc là công ty chứng khoán tuyển nhân sự á, thì thường thường là chúng tôi
sẽ tuyển những bạn mà có bằng cấp về tài chính, về ngân hàng, và ngôn ngữ tiếng Anh là một cái, cũng là một cái yếu tố rất quan trọng để chúng ta tuyển vào. Nhưng mà bây giờ như thế là không đủ. Bây giờ với một cái đi theo một cái xu hướng mới về wealth tech cũng như là về công nghệ, thì một cái nhân sự khi vào tham gia vào ngân hàng sẽ cần phải đòi hỏi sự hiểu biết về công nghệ, sự hiểu biết về lập trình. Không cần thiết là phải hiểu biết sâu về lập trình, nhưng ít nhất anh cũng phải làm được một số thứ để mà, hoặc là sự hiểu biết về dữ liệu và cách quản trị dữ liệu và cách sử dụng dữ liệu như thế nào. Thì đấy là một cái kỹ năng mới mà hiện nay nhân sự cái sẽ cần. Thế thì bây giờ cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để mà có thể tuyển được rất nhiều nhân sự như thế, là một cái thật sự là một cái thách thức lớn cho một cái tổ chức lớn. Thế thì cách mà chúng tôi đã đi á, là thật ra là không phải là đi ra tìm những con người như thế để mà tuyển, mà chúng tôi sẽ tạo được cơ sở, một cái môi trường học hỏi, một cái môi trường làm việc mà khi mà các bạn tài chính ngân hàng, những bạn nghiệp vụ tài chính ngân hàng và những bạn về công nghệ hoặc cơ sở dữ liệu có cơ sở để mà ngồi làm việc cùng với nhau một thời gian, thì như thế khi đến đấy thì chúng ta sẽ có cái chuyện là cái kiến thức nó sẽ được trao đổi giữa các bạn, và dần dần thì chúng ta sẽ tạo được rất nhiều những cái bạn mà nó có cả hai kiến thức như thế. Và đấy là một cái lợi thế cạnh tranh của ngân hàng cũng như là của TCBS hiện nay so với các công ty hoặc là các ngân hàng cũng như công ty chứng khoán truyền thống. Một cái điểm thứ hai nữa tôi muốn nói về văn hóa doanh nghiệp. Khi bạn có một môi trường, một có những cái cơ sở làm việc mà nó trong một cái môi trường của các công ty fintech và công nghệ như là Techcombank đã xây, như là cái tòa nhà Agile ở Hà Nội, hay là hai cái tòa nhà hội sở chính theo cái môi trường như thế, thì nó thành một cái môi trường phẳng và một cái môi trường mà cái sự học hỏi lẫn nhau nó được rất là cởi mở, thì dẫn đến chuyện là nó tạo được cái môi trường mà và tạo được một cái văn hóa, một cái DNA rất là khác biệt so với các ngân hàng khác. Quả thật là khi mà nói tới văn hóa doanh nghiệp, mà đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp trong môi trường của Techcombank, những quý vị khán giả có thể xem lại tập 1 khi mà chúng ta đang nói về thúc đẩy nhân tài và xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp á, thì chính cái văn hóa mà thúc đẩy mọi người tiến bộ hơn mỗi ngày, học hỏi để mà nâng cao trình độ, nâng cao kiến thức của mình, thì từ đó mới quay trở lại phục vụ cho khách hàng của mình tốt hơn. Thì chính cái văn hóa này của Techcombank cũng đã giúp cho Techcombank có thể gặt hái được rất nhiều thành công và sự công nhận của khách hàng dựa trên những cái sản phẩm và sự phục vụ tận tình của mình. Quay trở lại với WealthTech đi, thì làm sao mà WealthTech có thể thúc đẩy được một cái sự đổi mới trong dịch vụ tài chính? Bản thân đó là một sản phẩm mới rồi, nhưng khi nó xuất hiện, nó lại thúc đẩy tiếp những cái sự đổi mới khác trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, thì nó thúc đẩy như thế nào anh? Có lẽ là nó phải đi từ cái, tại vì đối với tất cả một tổ chức thì cuối cùng nó cũng sẽ phải đi từ con người, vì con người thì nó sẽ thúc đẩy cái sự, con người và môi trường làm việc nó sẽ thúc đẩy sự sáng tạo, và từ cái sự sáng tạo cũng như cái sự hiểu biết khách hàng ngày càng một sâu sắc hơn thì dẫn đến là nó sẽ thúc đẩy cái sự phát triển những cái sản phẩm mới mà mang tính sáng tạo hơn và nó đáp ứng đúng với nhu cầu của khách hàng hơn. Chúng tôi thường hay nói là ví dụ như là trước đây á, thì khi mà ra một sản phẩm giống như là một cái việc mà nó gọi là cái súng đạn hoa, tức là bắn một phát thì tỏa ra như thế này và được ai thì được. Nhưng mà bây giờ nó sẽ phải là một cái bánh tỉa theo cái hướng là từng khách hàng sẽ có từng nhu cầu và từng cái sản phẩm phù hợp. Và cái WealthTech cũng như là công nghệ nó sẽ đáp ứng được đúng cái nhu cầu đấy cho từng khách hàng của chúng tôi. Vì như thế thì chúng tôi tạo ra được nhiều sản phẩm nó mang tính chuyên biệt hơn. Nó là sự kết hợp của những cái sản phẩm cơ bản, và khi mà chúng ta trộn lẫn lại với nhau á, cho từng khách hàng thì chúng ta sẽ tạo ra được một cái hàng trăm cái loại sản phẩm khác nhau cho hàng trăm cái nhu cầu, hàng nghìn cái nhu cầu khác nhau. Thì nếu mà không có công nghệ thì chúng ta không làm được chuyện đấy. Chúng ta sẽ lại là những cái sản phẩm truyền thống và những cái sản phẩm cơ bản. Nhưng vì có công nghệ, vì có cơ sở dữ liệu, chúng ta bắt đầu
tạo ra được nhiều cái sự sáng tạo và nhiều cái sản phẩm mang tính chuyên biệt hơn đối với khách hàng của chúng ta. Bây giờ thay vì là quản lý cái nhu cầu của bạn tại hiện tại, chúng tôi muốn hướng tới việc quản lý cả vòng đời nhu cầu của bạn. Nhu cầu của bạn ở đây không phải là chỉ của bạn, mà của gia đình bạn, của con cái bạn và cả một cái vòng đời như thế. Thì làm thế nào chúng ta có thể quản lý được tất cả mọi thứ? Vậy thì những cái công nghệ nổi bật nào đang được TCBS sử dụng để có thể tạo ra sự đổi mới trong dịch vụ tài chính của mình? Chúng tôi thật ra là tạo ra rất là nhiều cái tính năng. Ví dụ như là chúng tôi cũng đưa cái Robot Advisor lên cho khách hàng sử dụng. Robot Advisor là một cái mô hình mà giúp khách hàng quản lý sản phẩm và cũng như là sự tích lũy những cái gia sản của mình cho cả vòng đời của khách hàng, chứ không phải là chỉ cho nhu cầu hiện tại. Tại vì là đối với một khách hàng thì việc tích lũy gia sản cũng như là việc quản lý gia sản nó không chỉ là cái tức thời là tôi có bao nhiêu tiền thì tôi đầu tư bấy nhiêu, mà nó sẽ phải là một cái nhu cầu trong tương lai. Nhu cầu ở đây là nhu cầu của tôi trong 3 năm tôi cần gì, trong 5 năm tôi cần gì, con tôi lớn lên thì tôi cần gì, khi tôi về hưu thì tôi cần phải chi phí như thế nào. Một sự tích lũy mà nó cả vòng đời khách hàng như thế thì việc chúng tôi đưa lên online để mà khách hàng có thể tự quản lý, tự chủ động sắp xếp để đúng cái nhu cầu của họ, thì đấy chính là cái mà chúng tôi đã đưa cho khách hàng. Hoặc là hiện nay với cái sự hỗ trợ công nghệ và cái xu hướng mở thì nó không còn là chỉ là một ngân hàng hay là một tổ chức tài chính cung cấp dịch vụ cho ngân hàng, mà nó sẽ phải là một cái hệ sinh thái. Hệ sinh thái ở đây là gì? Đối với một người khách hàng thì họ chỉ quan tâm là ở trong một cái cuộc sống của tôi hay công việc hàng ngày của tôi, thì có lúc thì tôi cần shopping, có lúc thì tôi cần chuyển tiền ngân hàng, có lúc tôi cần đầu tư. Thì làm thế nào mà tất cả những dịch vụ đấy nó được gói gọn trong một hệ sinh thái để mà khách hàng có thể tiện lợi sử dụng nhất khi mà họ cần. Thì đấy chính là cái mà chúng tôi hướng tới thông qua việc là kết hợp với rất là nhiều hệ sinh thái khác tại Việt Nam, về bất động sản, cũng như về tiêu dùng, cũng như về e-commerce, về đầu tư tài chính, về dịch vụ ngân hàng. Và cái khái niệm, thêm một cái khái niệm mới là bây giờ là embedded finance, tức là cái dịch vụ tài chính nó đi vào cuộc sống hàng ngày. Khi tôi cần như thế thì tôi sẽ làm, khi tôi cần đầu tư thì tôi có ngay là tôi có thể đầu tư và tích lũy. Khi tôi cần chuyển tiền hay tôi cần làm gì thì cũng nó có đi vào cuộc sống hàng ngày của khách hàng hơn là những cái app riêng lẻ như thế này. WealthTech bản chất nó cũng là một phần của embedded finance cho khách hàng. Anh vừa nhắc tới Robot Advisor. Vậy thì cái cách vận hành của Robot Advisor nó cụ thể ra sao ạ? Nếu mà theo khái niệm trước đây thì khi mà bạn là một khách hàng và bạn có một số tiền tích lũy thì bạn muốn đầu tư như thế nào? Ví dụ như bạn có thể bỏ một ít vào tiết kiệm, bỏ một ít vào trái phiếu, có thể đầu tư một ít vào cổ phiếu hay như thế nào đấy. Đấy là cái nhu cầu hiện tại của bạn. Nhưng mà Robo Advisor là một cái concept nó mở hơn rất nhiều. Tôi nói lúc nãy đến câu chuyện là thêm một cái yếu tố về thời gian. Bây giờ thay vì là quản lý cái nhu cầu của bạn tại hiện tại, chúng tôi muốn hướng tới việc quản lý cả vòng đời nhu cầu của bạn. Nhu cầu của bạn ở đây không phải là chỉ của bạn, mà của gia đình bạn, của con cái bạn và cả một cái vòng đời như thế. Thì nó sẽ phát sinh ra rất nhiều cái nhu cầu, những cái kế hoạch của tương lai. Thì làm thế nào chúng ta có thể quản lý được tất cả mọi thứ và cho khách hàng một cái nhìn tổng thể nhất trong cái kế hoạch của họ, và họ tự chủ, họ thay đổi việc đấy. Thì Robo Advisor cũng giúp cho ngân hàng cũng như là cho khách hàng của mình được cái trải nghiệm như thế. Cái thứ hai là đối với lực lượng bán, thế thì làm thế nào để mà một cái bạn AM chẳng hạn có thể quản lý và nhớ được đến hàng trăm khách hàng của mình. Họ quản lý 200-300 khách hàng, làm thế nào mà từng cái nhu cầu của từng khách hàng như thế. Thì cái việc mà ứng dụng CRM, ứng dụng Robo Advisor và những cái công cụ về gọi là tư vấn, áp dụng công nghệ vào thì nó cùng với cơ sở dữ liệu thì nó giúp cho các bạn AM được phục vụ nhanh hơn, kịp thời hơn và có cái nhìn được tổng quát hơn. Cứ hướng như kiểu là chỉ là bán hàng
sale thì bây giờ nó sẽ phải là hiểu khách hàng để mà đưa ra những cái nhu cầu, những cái sản phẩm hay những cái dịch vụ mà đúng những cái nhu cầu của họ, thay vì là chỉ biết là đi bán những cái sản phẩm. Thì đấy chính là cái mà nó thay đổi hoàn toàn lại với cái sự áp dụng của cơ sở dữ liệu cũng như là công nghệ, nó thay đổi hoàn toàn lại cái cách bán hàng, cách phục vụ khách hàng tại ngân hàng. Như vậy thì một người khách hàng khi mà họ nhận được bất kỳ một cái thông tin nào từ phía ngân hàng hoặc là từ phía công ty tư vấn thì họ cũng sẽ cảm thấy là tôi thực sự được quan tâm, tôi được lắng nghe và tôi được hiểu rõ những cái nhu cầu của mình, thì từ đó thì cái sự tin tưởng của họ được tăng lên, đúng không ạ? Chính xác. Khi mà nói tới quản lý gia sản thì anh có nhắc tới rất nhiều lần là cái khẩu vị rủi ro của khách hàng. Đầu tư thì phải có rủi ro, đúng không ạ? Và có vẻ như cái sự rủi ro đó cũng khiến cho các nhà đầu tư họ cảm thấy hứng thú hơn trong cái cuộc chơi này. Nhưng mà khẩu vị thì nó vô cùng đa dạng. Vậy thì làm sao thì các công nghệ của Vertex tại TCBS có thể xác định được đúng cái khẩu vị rủi ro của từng khách hàng và từ đó tư vấn được cho họ cái mức độ chính xác để họ có thể ra quyết định đầu tư? Khẩu vị rủi ro thì nó lại quay lại cùng vấn đề cá nhân hóa. Tại vì từng khẩu vị rủi ro của từng khách hàng nó sẽ khác nhau, không có ai giống ai, và từng cái nhu cầu cũng như cái môi trường của họ thì sẽ tạo ra những cái khẩu vị khác nhau. Để mà xác định khẩu vị rủi ro của từng khách hàng, như tôi muốn xác định khẩu vị rủi ro của bạn, thì cái cách tốt nhất là tôi sẽ phải hỏi bạn rất là nhiều. Càng hỏi và càng có như cái câu trả lời từ bạn thì tôi càng hiểu bạn hơn, và như thế thì tôi mới xác định được cái khẩu vị rủi ro của bạn nó một cách tốt hơn. Đi xa hơn nữa là nhiều khi á, câu hỏi và câu trả lời không chưa đủ. Có những cái mà chúng tôi hay gọi là sự thật ngầm hiểu. Thế thì mình phải biết sử dụng khoa học dữ liệu để mà phân tích, để mà hiểu được cái insight, cái hành vi sự thật ngầm hiểu của khách hàng, tức là những cái mà họ nhiều khi họ không nói ra. Bản chất là chúng tôi lắng nghe khách hàng. Thế làm thế nào mà lắng nghe được hàng triệu khách hàng thì dẫn đến chuyện là chúng tôi phải sử dụng công nghệ và tất cả những thứ về quản trị rủi ro để mà có thể hỏi khách hàng những cái nhu cầu chính của họ. Từ đấy thì cái nguồn dữ liệu đấy về để có thể phân tích và để có thể cá nhân hóa được từng cái khẩu vị rủi ro theo đúng nhu cầu của họ. Cuối cùng là chúng tôi không thể nào mà nói là tôi sẽ hiểu nhu cầu rủi ro của bạn mà sẽ phải đi từ khách hàng. Nhưng mà họ sẽ không thể nào nói với khách hàng, không thể nào nói với bạn là khẩu vị rủi ro của tôi là ABC. Thế thì phải giúp khách hàng như thế nào? Mà chúng tôi sử dụng rất là nhiều cái bộ câu hỏi để mà hiểu khách hàng hơn, để mà mong muốn cho khách hàng chia sẻ chúng tôi về những cái trăn trở của họ, những cái rủi ro của họ, thậm chí là những cái kiến thức của họ về những cái sản phẩm tài chính, để mà tránh cái trường hợp là mình offer những cái sản phẩm nó không đúng cái mục đích hay là cái mong muốn hay cái sự hiểu biết của khách hàng. Thì đấy là một cái mà tôi nghĩ nếu không có công nghệ thì chúng tôi sẽ không thể nào cá nhân hóa được. Và khi mà chúng tôi có cái nguồn thông tin đấy từ khách hàng thì công nghệ nó cũng giúp chúng tôi vận hành và phân tích những cái mô hình phân tích dữ liệu, thì nó giúp chúng tôi phân tích và đưa ra được những cái nhận định và những cái khuyến nghị nó phù hợp và nó chính xác hơn đối với khách hàng. Ngoài ra thì cái khoa học dữ liệu nó cũng giúp được cho chúng tôi là giúp khách hàng hiểu được những với ví dụ như là với cái chân dung như của bạn, thì những cái khách hàng khác họ có những cái chân dung tương tự như thế nào. Tại vì nhiều khi khách hàng sẽ không hiểu được họ muốn gì, không phải là tất cả khách hàng hiểu được chính xác là họ đang muốn gì hoặc họ cần cái gì, thì chúng tôi có thể sử dụng những cái cơ sở dữ liệu đấy để mà giới thiệu cho khách hàng, để mà đưa cho họ những cái sự lựa chọn nó phù hợp hơn. Nhiều khi là đưa ra một số cái gợi ý như thế thì họ sẽ lại càng hiểu họ hơn và họ biết chính xác được họ muốn gì để mà có thể trao đổi với chúng tôi hơn. Nếu mà chúng ta đang nói về khẩu vị rồi thì ví von đi chẳng hạn, thì chúng ta sẽ cần có nhiều món ăn khác nhau trong một cái menu, chứ là danh mục đầu tư của mình. Danh mục thì đa dạng, với những cái ngân hàng truyền thống thì mình có thể dễ hiểu, với những cái sản phẩm nó quá thông dụng với người tiêu dùng rồi. Nhưng mà với một công ty chứng khoán như TCBS thì cái danh mục đầu tư nó sẽ phải khác. Và anh có nhắc tới hệ sinh thái
hệ sinh thái, mà đặc biệt ở đây là hệ sinh thái kỹ thuật số của TCBS, mà khi chúng ta mở rộng danh mục các sản phẩm ra thì cần phải liên kết với các đối tác khác nữa. Vậy thì trong cái danh mục đầu tư và sự hợp tác với những cái đối tác khác để xây dựng cái hệ sinh thái kỹ thuật số của TCBS, nó có gì khác với ngân hàng truyền thống mà nó có những gì ạ? Giống như các nước thì thế này, chúng tôi thường gọi là ở nó sẽ có những cái sản phẩm gọi là cơ bản, sản phẩm đầu tư cơ bản. Ví dụ như là gì? Ví dụ như là tiết kiệm cũng là một dạng của đầu tư tích lũy. Ví dụ như là bất động sản cũng là một cái sản phẩm đầu tư. Ví dụ như là cổ phiếu cũng là một dạng đầu tư. Trái phiếu, quỹ đầu tư. Khi mà chúng ta có khoảng 5-7 sản phẩm cơ bản như thế mà chúng ta biết cách trộn lẫn nó lại thì chúng ta sẽ tạo ra hàng trăm cái loại sản phẩm khác nhau. Đấy là đầu tư, là đầu tư tại thời điểm hiện tại. Khi mà chúng ta lại đưa thêm cái yếu tố thời gian vào, tức là trong tương lai và những vạch định như gì trong tương lai, thì với cái yếu tố thời gian đấy thì chúng ta lại tạo ra thêm hàng trăm cái loại sản phẩm khác nhau phù hợp với những cái nhu cầu tương lai. Thì cuối cùng là nó là vấn đề trộn lẫn của các sản phẩm, và làm thế nào chúng ta trộn lẫn được để đáp ứng phù hợp với từng khách hàng. Tại như lúc này chúng ta nói là khẩu vị rủi ro nó khác nhau mà. Thì đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đối với một ngân hàng hay một công ty chứng khoán thì nó cũng là những cái sản phẩm tài chính. Thế thì thế nào, làm thế nào chúng ta mở rộng hơn để đi vào những cái sản phẩm đầu tư khác? Tôi nói một cách rất là đơn giản là ví dụ như là bất động sản là một cấu phần rất lớn trong cái gia sản của một khách hàng cá nhân tại Việt Nam hay ở châu Á. Thế thì như thế thì những cái partnership mà chúng tôi kết hợp với những cái công ty phát triển bất động sản rất là lớn tại Việt Nam, gần như là lớn nhất tại Việt Nam, để tạo ra những cái sản phẩm mà nó có sự kết hợp giữa cả bất động sản và sản phẩm tài chính, thì đấy sẽ là cấp số nhân của những cái sản phẩm mới mà chúng ta có thể mang tới cho khách hàng. Đấy là sự kết hợp với những cái hệ sinh thái khác mà chúng tôi đang hướng tới. Kinh tế hiện tại thì như mọi người nói là vẫn còn đang khó khăn và rất khó để có thể dự đoán là chính xác khi nào sẽ quay trở lại phục hồi tốt hơn. Vậy thì khi mà kinh tế khó khăn thì nó đã có những cái ảnh hưởng gì đến quyết định đầu tư của các khách hàng, mà đặc biệt là khi chúng ta đang tiếp cận với Wealthtech, một cái sản phẩm để quản trị gia sản và tư vấn về sự đầu tư cho khách hàng? Khó khăn là tức thời, nhưng mà nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì thực ra là kinh tế Việt Nam nó vẫn đang rất là thuận lợi, theo cái hướng là chúng ta trong 10-15 năm nay là chúng ta đang phát triển khoảng 6-7% một năm, thì Việt Nam đang là một trong những cái nền kinh tế mà phát triển mạnh nhất. Tất nhiên là bao giờ nó cũng có chu kỳ. Một nền kinh tế khi mà nó phát triển nhanh thì nó cũng sẽ chậm lại một thời gian, xong rồi nó lại vực lại. Thì chúng tôi tin rằng là cái nền kinh tế Việt Nam nó sẽ vẫn tiếp tục có rất là nhiều thuận lợi trong cái tương lai. Nhưng mà có những cái lúc thì với cái chu kỳ nó đi xuống thì kinh tế nó bị chậm lại. Cái nguồn thu nhập của khách hàng, đặc biệt là chủ doanh nghiệp, hay là khi mà cái môi trường mà lãi suất nó tăng cao như năm ngoái, đấy là sự khó khăn của khách hàng mà chúng tôi nhìn thấy được. Khi mà có sự khó khăn đấy thì cái vấn đề hàng đầu là làm thế nào để tiết kiệm được nhiều chi phí nhất cho khách hàng. Tôi nghĩ là khi mà nói đến một cái sản phẩm tích lũy đầu tư thì không chỉ nói đến là lãi suất hay là lợi nhuận tăng trưởng, lợi nhuận bao nhiêu, mà phải nói cả về vấn đề chi phí. Tại vì hai cái đấy cộng lại, cái thu nhập trừ đi chi phí nó mới là cái lợi nhuận thuần của khách hàng. Thì chúng tôi cũng đã áp dụng rất là nhiều để mà giảm chi phí. Giảm chi phí cho ngân hàng bản chất là cũng là để giảm chi phí cho khách hàng của chúng tôi. Như là Techcombank, tại làm thế nào mà chúng tôi lại là ngân hàng đầu tiên để có thể đưa ra zero fee, tức là không có phí giao dịch của Techcombank trong vài năm trước, hoặc là làm thế nào mà cũng là công ty chứng khoán TCBS cũng làm đơn vị gần như là đầu tiên trong những cái top công ty chứng khoán là đưa ra cái chuyện là zero fee về giao dịch, tức là giao dịch không có miễn phí. Thì để mà làm được như thế thì cái chi phí của chúng tôi cũng phải rất tối ưu. Thì đấy là cái mà đặc biệt quan trọng khi mà nền kinh tế nó có sự tăng trưởng chậm lại, hoặc là những lúc mà như bạn nói là nó khó khăn đối với khách hàng của chúng tôi, thì tiết kiệm chi phí
cho chúng tôi cũng như là cho khách hàng sẽ là những cái ưu tiên hàng đầu. Ngoài ra thì những cái lúc này cũng lại là một cái cơ hội lớn mà chúng tôi thấy được là những cái lúc này là những cái lúc mà chúng ta sẽ phải xây, càng phải củng cố nền tảng. Để khi mà càng phải củng cố nền tảng, càng phải xây dựng lại hệ thống để nó nhanh hơn, nó có thể phục vụ được nhiều khách hàng hơn. Để khi mà nền kinh tế hoặc là khi mà cái thời kỳ nó lại tốt đẹp trở lại, thì chúng ta với cái lượng khách hàng nó nhiều hơn thì chúng ta lại có thể sử dụng, có thể phục vụ một cách tốt hơn trong tương lai. Thì đấy cũng là một cái mà chúng tôi cũng tận dụng cái thời gian này để mà xây dựng nền tảng. Câu hỏi cuối trước khi chúng ta kết thúc. Thường thì các nhà đầu tư sẽ có một cái câu hỏi rất lớn trước khi họ tìm hiểu về bất kỳ một cái sản phẩm nào. Họ đều quan tâm là ở thời điểm này khi mà khó khăn thì tôi nên đầu tư vào đâu hoặc vào cái gì để có thể tối ưu hóa tốt nhất lợi tài sản của mình. Vậy thì với những câu hỏi như vậy thì anh Minh sẽ có lời khuyên hay là tư vấn gì cho với khách hàng? Từng nhu cầu của khách hàng sẽ họ sẽ có từng cái nhu cầu khác nhau và cái mục đích đầu tư khác nhau, cũng như là thậm chí là cái khẩu vị rủi ro của họ cũng sẽ rất khác nhau. Đối với Trọng thì có thể là bạn có thể sẵn sàng chấp nhận một cái rủi ro cao hơn để có lợi nhuận tốt hơn. Thường thường là rủi ro bao giờ nó cũng đi lợi nhuận cao thì đương nhiên là nó sẽ rủi ro cao hơn. Cái đấy là chuyện hiển nhiên, không có cái chuyện mà lợi nhuận cao nhưng mà không có rủi ro. Thì quay lại cái vấn đề là của từng khách hàng, tôi nghĩ là cuối cùng thì nó là công việc của phân bổ. Có lẽ là cũng là xu hướng và nó cũng chuyện hiển nhiên mà nó đã xảy ra rất nhiều ở các nước khác trên thế giới, là cũng không nên đầu tư một cái gì nó tập trung quá, thì chúng ta nên phân bổ nó ra. Như ở các nước trên châu Á thì thường thường họ đầu tư, họ để khoảng 20% vào tiền gửi, có thể là khoảng 20-25% vào cổ phiếu, rồi cũng như thế vào trái phiếu và các quỹ đầu tư bất động sản. Đối với châu Á thì thường thường họ sẽ bỏ khoảng 40-50%. Thì tôi nghĩ đấy là cái mà khách hàng nên đi theo, tức là cũng không nên quá tập trung vào một sản phẩm gì, hoặc là cũng không quá dồn hết tất cả gia sản mình vào những cái tài sản nó quá rủi ro để với hy vọng là nó sẽ tăng trưởng nhanh, thì cái đấy nó tạo ra sự rủi ro và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái vòng đời tài chính của một khách hàng. Lý do mà bên Trọng hỏi anh Minh câu hỏi đó là vì sao ạ? Tại vì khi mà chúng ta nói tới đầu tư, chúng ta nhắc tới rủi ro, thì tất nhiên rồi, yếu tố may mắn cũng là một phần ở trong đó. Khi chúng ta quyết định đặt giao phó niềm tin vào tài sản của mình, vào một món sản phẩm, vào một cái món gì đó nó có thể sinh lời trong tương lai. Tuy nhiên, đôi khi nhà đầu tư cũng không thể hiểu nổi hết bản thân mình. Và để chúng ta có thể tối ưu hóa được việc đó thì rất cần để có sự trao đổi và thấu hiểu được thị trường đang diễn biến như thế nào và sẽ diễn biến ra làm sao. Để có được cái việc đó thì như anh chia sẻ đã có cần rất nhiều những cái sự hỗ trợ của công nghệ, của các chuyên gia tư vấn, để chúng ta cùng nhau ngồi lại với khách hàng tìm ra được một cái giải pháp tốt nhất ở thời điểm đó để có thể tối ưu hóa được, chúng ta dùng chữ tối ưu hóa thôi, những cái mong muốn của khách hàng trong cái thời điểm mà khách hàng kỳ vọng. Và rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Minh ngày hôm nay để cho tất cả các khán giả có thể hiểu rõ hơn về cái vai trò của công nghệ đóng góp vào trong sự vận hành của WorldTech, là giúp cho các khách hàng và bản thân của ngân hàng Techcombank cũng như TCBS giúp hỗ trợ cho các khách hàng của mình tối ưu hóa sản phẩm của họ ra làm sao. Cảm ơn anh rất nhiều về buổi chia sẻ ngày hôm nay, và nhân dịp đầu năm mới cũng xin được chúc anh Minh cũng như là quý vị khán giả thật nhiều sức khỏe, và tất nhiên rồi là những nhà đầu tư thì xin được chúc anh mọi điều may mắn và suôn sẻ trong năm mới. Xin cảm ơn Trọng. Dạ. Và xin được cảm ơn tất cả các khán giả đã theo dõi The Pioneer Podcast tập ngày hôm nay. Quý vị có thể bấm theo dõi các nền tảng của Techcombank trên Spotify, YouTube, Google Podcast và Apple Podcast để có thể cập nhật những thông tin mới cũng như là những tập phát sóng tiếp theo của The Pioneer Podcast. Xin chào và hẹn gặp lại.